Phát triển hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Thực hiện chủ trương này, nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung nguồn lực phát triển và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với những cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, khu vực Nam miền Trung đã có bước phát triển đáng kể, trở thành điểm đến của các nhà đầu tư. Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của Quảng Nam thì vùng phía đông của tỉnh được xác định là trọng điểm. Đường 129 hay còn gọi là đường Võ Chí Công mà địa phương này xây dựng là công trình chiến lược trong mạng lưới hạ tầng giao thông đường bộ. Giai đoạn 1 của tuyến đường này hoàn thành sẽ giảm tải áp lực giao thông lên quốc lộ 1A, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh và khu vực miền Trung, đồng thời hình thành tuyến giao thông huyết mạch từ thành phố Đà Nẵng chạy dọc theo ven biển của 4 huyện, thành phố Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ. Cự ly di chuyển giữa Tam Kỳ và Đà Nẵng cũng được rút ngắn xuống khoảng 10 km. Từ ngày đưa vào khai thác, các dự án về khu dân cư, khu công nghiệp và khu du lịch cao cấp hình thành đã giúp hàng nghìn người địa phương có việc làm, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Bà con chúng tôi hết sức là phấn khởi. Vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình là thay đổi từng ngày, từng giờ chứ không phải từng nào, đã góp phần rất lớn giúp hàng vạn lao động của bà con chúng tôi có công ăn việc làm. Ở trước đây thì chưa có cầu và chưa có đường, thì duy nghĩa thì đời sống nhân dân rất là khó. Từ sau khi có cầu, đèo lộ Võ Chí Công đi qua thì phát triển rất là mạnh mẽ, thu nhập của người dân nâng lên, thì có cái cơ sở cũng như nhà cửa của người dân được xây dựng khang trang, làm thay đổi cái diện mạo của quê hương duy nghĩa. Sau khi đường Võ Chí Công hình thành, tiềm năng của vùng đất này đã được mở, nhiều nhà đầu tư lớn xuất hiện. Tiêu biểu như dự án Vinpearl Nam Hội An đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2018 với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng trên diện tích 200 hectare, hay dự án khu phức hợp Hội An với số vốn đăng ký lên đến 4 tỷ đô la và diện tích đăng ký là 986 hectare thuộc địa bàn 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và xã Bình Dương, huyện Thăng Bình. Ngay khi đường Võ Chí Công đưa vào khai thác giai đoạn 1, cộng thêm cầu Cửa Đại nối liền hai bên bờ sông Thu Bồn, thì cả khu vực phía đông của tỉnh Quảng Nam bắt đầu trở nên sôi động. Tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, từ một vùng đất cằn cỗi với xương rồng trên cát trắng ngày nào, thì nay nhiều công trình dự án mọc lên chiếm hơn 50% tổng quỹ đất của toàn xã. Khi mà chúng ta triển khai thực hiện cái cách lục 25 á, trên địa bàn của vùng đông của huyện Thăng Bình á, thì cái tình hình kinh tế xã hội của huyện nó thay đổi rất là rõ nét. Cả một nhiệm kỳ thì thu ngân sách là khoảng 6.500 tỷ, đặc biệt là thu phát triển kinh tế sắp xỉ là 1.500 tỷ, gấp 3,2 lần so với cái nhiệm kỳ 2010-2015. Và khi cái hạ tầng này mở ra đó, hiện nay đang có 11 khu công nghiệp được quy hoạch ở khu vực vùng đông, 7 khu đã được đưa vào hoạt động, giải quyết cho 40.000 lao động. Và ngoài ra chúng ta còn có 43 cái cụm công nghiệp đã được quy hoạch và đưa vào hoạt động với diện tích sử dụng là cũng lên trên 1.200 hectare với 30.000 lao động đang hoạt động tại các cái cụm công nghiệp này. Như thế để thấy rằng một cái tiềm năng về phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị ở khu vực vùng đông nó rất là mạnh mẽ. Đường Võ Chí Công được đưa vào sử dụng đã khơi dậy tiềm năng về kinh tế, du lịch phát triển mạnh mẽ ở các huyện phía đông tỉnh Quảng Nam. Hàng loạt khu du lịch nghỉ dưỡng, khu cụm công nghiệp được hình thành. Tuyến đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, công nhân đi lại, phát triển kinh tế. Giai đoạn 2 của đường Võ Chí Công nằm hoàn toàn ở địa phận núi Thành và được bắt đầu từ khu công nghiệp Tam Thăng thuộc thành phố Tam Kỳ kéo dài tới sân bay Chu Lai. Hiện giai đoạn 2 đã được thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện một số hạ tầng thiết yếu để có thể thông xe toàn tuyến. Khi đó, đường Võ Chí Công sẽ trở thành tuyến giao thông đẹp nhất của Quảng Nam, tạo thành động lực phát triển cả một khu vực rộng lớn. Đây là con đường coi như được xác định là vùng liên vùng và được chính phủ, được các bộ ngành trung ương quan tâm và phát hành trái phiếu để xây dựng cái tuyến đường này.
khi mà tuyến đường này hình thành, nâng cấp sân bay Chu Lai lên quốc tế thì tuyến đường này á là đón khách, đưa khách đi về ở các cái khu nghỉ dưỡng dọc hai bên đường Võ Chí Công và tổ liên kết vùng giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Từ năm 2016 đến nay, Quảng Nam huy động lồng ghép nhiều nguồn vốn với hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng phía đông. Đến nay, nhiều công trình giao thông đã đưa vào sử dụng như cầu Cửa Đại, cầu Đế Võng, đường nối từ cảng Chu Lai đến tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đặc biệt là đường Võ Chí Công, là cơ hội thuận lợi để địa phương sắp xếp bố trí lại dân cư mang tính đồng bộ về mặt kỹ thuật. Đồng thời, những công trình, những con đường đang tạo nên diện mạo mới cho vùng phía đông, làm động lực để góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng, đô thị động lực của khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Lấy hạ tầng làm khâu đột phá trong quy hoạch để thu hút đầu tư, trong đó thiết kế hạ tầng giao thông được thành phố chú trọng đặc biệt. Nhiều tuyến đường, cây cầu được hình thành với sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, 20 năm trước, tại tuyến đường Phan Thanh này đã mở đầu cho một phong trào hiến đất mở đường, phục vụ cho xây dựng hạ tầng và quy hoạch. Người dân đã hy sinh lợi ích riêng của mình vì sự phát triển chung của thành phố. Đường được phóng tuyến, phố xã hình thành đã làm nền tảng cho bộ mặt đô thị của Đà Nẵng ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, những tuyến đường này đã không còn phù hợp, thậm chí là cản trở cho việc xây dựng, kiến thiết đô thị thông minh và hiện đại. Đứng trước yêu cầu đó, người dân Đà Nẵng cũng đang sẵn lòng cùng chính quyền thành phố chung tay góp sức để kiến tạo nên vẻ đẹp riêng cho thành phố biển xinh đẹp này. Là một trong những thành phố có kết cấu đô thị được hình thành khá sớm của khu vực, hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng kết nối giao thông nội thị. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư tập trung ở khu vực trung tâm lớn đã dẫn đến hệ thống giao thông tại đây bắt đầu bộc lộ những khuyết điểm. Cái thực trạng mà trước đây của trên địa bàn của phường Trung là rất là nhiều kiệt hẻm nhỏ. Nên là trong quá trình mà chỉnh trang đô thị nó còn có nhiều bất cập. Nhất là cái vấn đề là giao thông của người dân. Thứ hai là liên quan cái vấn đề là cứu nạn, cứu hộ, cứu thương của người dân. Không có trường hợp như vậy là cấp cứu, như vậy là xe cứu thương, như vậy phải ở ngồi cái đường xa. Rồi người ta không bầm cái người bệnh nó ra ngồi xe được, nó chậm trễ đây. Sau đó như vậy cũng rất là nhiều trở ngại. Cách đây 7 năm, ngôi nhà cũ ở địa chỉ này đã từng xảy ra hỏa hoạn. Đường nhỏ đã dẫn đến việc tiếp cận đám cháy gặp khó khăn. Việc triển khai các phương án dập lửa bị hạn chế. Xe cứu hỏa phải đứng ở ngoài đường cách xa khoảng gần 100 mét, sau đó kéo ống vô nên nó chậm. Từ năm 2020 đến nay, chỉ tính riêng quận Thanh Khê, địa phương có nhiều kẹt hẻm nhỏ của thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 23 vụ cháy các thiết bị và dây điện trên trụ điện. Một khi những vụ cháy trên trụ điện trong kiệt hẻm nhỏ xảy ra, lực lượng chức năng rất khó để tiếp cận và chính người dân cũng không thể xử lý từ ban đầu. Vừa rồi là xảy ra sự cháy của cột điện ở xung quanh xóm đây, mà nói chung là bà con rất là sợ. Bùng lên cái là thấy tỏa ra là tủy tắm ai biết. Một số trụ điện có cái lượng chất cháy là nhựa rất là nhiều. Khi xảy ra cháy nó sẽ có nhiều khói và lửa lên rất cao. Thì hiện nay người dân đã phát hiện cháy thì người dân đã dùng bình chữa cháy dập tắt để mà chữa cháy cái đốm cháy này. Tuy nhiên thì nó cũng rất là khó vì các thiết bị trên trụ điện này nó cao. Người dân thì không thể có những cái phương tiện đưa cái bình chữa cháy lên cao để dập tắt được. Đứng trước những bất cập trên, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đề ra chủ trương mở rộng đường, nâng cấp cải tạo kiệt hẻm để bảo đảm điều kiện sống cho người dân. Ngay khi mới đề ra, chủ trương trên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại kiệt 68 đường Lê Đình Lý, hộ gia đình cuối cùng đang tháo dỡ hàng rào cổng ngõ để mở rộng kiệt. Đường nhỏ bề ngang, chỗ rộng nhất cũng chỉ gần 3 mét, lại gần chợ và trường học, bất tiện trong việc đi lại, thậm chí còn gây mất an toàn giao thông. Vì vậy mà 15 hộ gia đình ở đây đã thống nhất ký đơn đề xuất với chính quyền cho phép được mở rộng đường kiệt. Người mà thụt vô 1 mét là họ đã đồng tình trước, thì người 5 tấc thì họ vẫn đồng tình thôi. Nói đúng là bà con đồng tình ý kiến, rất là vui vẻ. Mặc dù cô mất đất 10 mấy vuông nhưng mà cô thấy rằng mất như vậy mà được cái tiền rất là nhiều. Đường phố nó sạch sẽ, nó rộng rãi, xe ô tô 2 chiếc tránh được.
lỡ như có hỏa hoạn hay là có một cái sự cố như cô già cả có bệnh hoạn chi là xe cấp cứu cũng tới ngay được nhà, rồi có thấy rất nhiều cái lợi. Trước bất cập về chỗ đậu xe cũng như không gian sống chật hẹp, nên khi có đề xuất hiến đất chỉnh trang lối xóm, gia đình anh Nguyễn Nam đã không ngần ngại hiến 7m2 đất, đầu tư thêm 40 triệu đồng để xây mới mặt tiền cho căn nhà. Đường vừa mở xong, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cũng bắt đầu thay đổi. Gia đình anh Tuấn đã quyết định sắm ô tô để tiện cho việc đi lại. Đun vào là nó thuận lợi, rất thuận lợi so với trước đây. Vì trước đây là đường đã chặt mà còn học sinh họ còn đi đường nữa. Cho nên là để xe để lại đi qua lại thì nó cũng khó khăn hơn. Bây giờ thì bà con ở đây rất là phấn khởi. Dẫu biết đường rộng, thông thoáng, đi lại thuận tiện, nhưng không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện tài chính để tu sửa lại cổng ngõ. Chỉ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi, nên khi đề cập đến số tiền lớn khi dỡ bỏ và xây mới cổng ngõ, gia đình bà Hồ Thị Tuấn đã không khỏi phân vân. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của gia đình bà, đại diện tổ dân phố đã đến động viên hướng dẫn thủ tục bà vay vốn ưu đãi để có kinh phí sửa sang lại nhà cửa. Cái cổng ngõ của nhà mình á, vô một mấy nè, để cho ra thoáng ra. Và trong đó là gia đình tôi là 4 cổng, 4 hộ, vài 50 triệu để mở hết ra một mấy. Theo thống kê, giai đoạn 2021-2022, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thiện thủ tục hồ sơ để mở rộng khoảng 120 tuyến đường có vỉa hè, đủ điều kiện mở bố trí hạ tầng với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, quá trình triển khai các dự án cũng được tiến hành chặt chẽ từ khâu khảo sát, thiết kế đến khi bàn giao. Là chủ thể hưởng thụ, vai trò của người dân luôn được coi trọng trong từng giai đoạn dự án thực hiện. Tuyến Kiệt 115 Lê Đình Dương đang được xây mới lại. Tại đây, trong quá trình triển khai dự án, luôn có đại diện tổ dân phố túc trực để phối hợp với đơn vị thi công. Một mặt là để giám sát tiến độ, kiểm tra chất lượng từng hạng mục. Mặt khác cũng yêu cầu người dân hai bên Kiệt phát huy tinh thần tham gia góp ý. Thì cũng cùng với một số bà con đại diện nhân dân ở đây cùng tham gia giám sát. Nói chung đi qua đoạn nào trước nhà dân ở đó thì bản thân dân chủ hộ đó và cùng với đại diện ban giám sát góp ý trực tiếp với đơn vị thi công để cùng nhau làm tốt cái công trình. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Cái khó nhất trong việc mở rộng đường kiệt hẻm đó là đụng chạm đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên điều quan trọng là phải biết hài hòa lợi ích để nhân dân đồng lòng ủng hộ. Kiệt 325 Hùng Vương là một trong những điển hình trong cải tạo và kiến thiết đô thị tại quận Thanh Khê, nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Tấc đất, tấc vàng, thế nhưng nhiều gia đình vẫn quyết định hiến đất để có con đường khang trang, thoáng đãng. Số hộ gia đình đã di dời cái mặt bằng thuê về mở đặt trụ sở tại công ty, tại nhà của mình. Vì từ 3m5 lên 5m5 thì có thể ô tô có thể đi vào trong cái đường kiệt này. Và từ đó thì nhân dân họ rất là phấn khởi và thúc đẩy được cái vấn đề làm ăn kinh tế của từng hộ và phát triển kinh tế nói chung của phường. Gia đình bà Ngô Thị Minh Vân là hộ đầu tiên tại Kiệt 325 Hùng Vương tán thành chủ trương hiến đất nâng cấp lòng lề đường. Từ khi con đường 230m hoàn thành vào năm ngoái, công ty của con trai bà đã chuyển trụ sở về nhà, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm được tiền thuê văn phòng. Trước khi chưa mở đường thì con tôi đi thuê văn phòng ở trên đường Lê Độ. Sau khi mở đường thì thấy thuận tiện thì con tôi dời về đây. Không phải tốn tiền thuê mặt bằng, rồi ở nhà tiện lợi nhiều thứ nữa. Bây giờ mặt bằng ở ngoài thì nó mới đắt đỏ, thì người ta vô trong cái đường nhỏ này người ta thuê mặt bằng, người ta làm ăn thì càng ngày càng thuận lợi hơn, sinh hoạt tốt hơn chứ. Mình chịu khó hy sinh một tí mà được cái lâu dài. Cho con cháu mình sau này cả cái đường này mình sử dụng cả cuộc đời mình, sao con cháu sau này nữa thì mình thấy cái hy sinh của mình cũng xứng đáng, không có gì. Chủ trương mở rộng đường nâng cấp kiệt hẻm là quyết sách đúng đắn, phục vụ nhu cầu bức thiết cho phát triển Đà Nẵng. Bước đầu đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Đây là cơ hội để thành phố kiến tạo nên đô thị xứng tầm với vị trí là một trong 3 đô thị trung tâm lớn của cả nước. Chủ trương tập trung các nguồn lực đầu tư, phấn đấu hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đã tạo nên sự bứt phá cho các địa phương.
cùng với đó đa dạng hóa, thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông còn là đòn bẩy thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và cả đất nước.